Bây giờ, vòng đấu chính của Football Frontier xin được phép khai mạc. Hôm nay, các đội lọt vào vòng đấu sẽ diễu hành khai mạc giải đấu và lập lời thề. Xin mời các đội tham gia bước ra. Đầu tiên là đội bóng lần đầu tham gia nhưng đã vượt qua vòng loại Học viện AC. Kira Hiroto, cầu thủ có số bàn thắng cao nhất vòng loại, cũng nằm trong đội bóng mới nổi này. Xin mời quý khán giả ở sân vận động xem lại buổi phỏng vấn đã được quay hình trước đó. Học viện AC có tỷ lệ sút bóng cao nhất vòng loại. Nhiều các bạn có tiếp tục nắm tới vị trí này không? Đúng vậy. Tới được đây cũng là một phần là nhờ may mắn. Tuy là đội mới nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Đăng ký là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, Kira Hiroto. Bạn có bí quyết gì muốn chia sẻ với khán giả không? À hà, bí quyết ghi được nhiều bàn tôi thế à? Tất nhiên là vì tôi là God. Tập tiếp theo là Trung học giữa áo quân của giải đấu năm ngoái. Khán giả cũng rất trông chờ xem họ thi đấu lần này. Tiếp theo là trường đứng đầu Hokkaido Trung học Hakuren. Họ đã có sự tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái và chính thức đứng vào hàng ngũ thi đấu quốc gia năm nay. Chỉ nghe vòng quốc gia thôi cũng đủ làm chúng tôi háo hức vô cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để không chịu thua các đội cùng đẳng cấp ở Kanto. Tiếp theo xin mời quán quân năm trước Trung học Raymond bước ra sân. Dù đang giữ chức vô địch nhưng toàn bộ thành viên đội năm nay đều là người mới. Bọn họ sẽ tiến được bao xa đây? Bọn tôi sẽ không làm mất mặt Raymond. Đội trưởng, anh căng thẳng quá. Ip, con trai đang trên TV kìa. Sao cũng được. Chúng tôi đã từ lâu đã ngưỡng mộ giải đấu này. Vậy nên, đã đứng ở đây rồi thì chúng tôi muốn nhắm tới chức vô địch. Tiếp theo là đội bóng đang đứng nhất hiện nay, là hắc mã của giải đấu, tân vương vừa xuất hiện, Học viện Seisu. Hayazaki không phải lúc nào cũng ra sân. Xin lỗi nhé, tôi về đây. Khoan đã, Hayazaki. Vậy là tất cả đội bóng đã ra sân. Ôi, Trung học Ote Tsukimonia cũng đã xuất hiện. Cho tới giờ họ đã chinh phục tất cả các trận đấu một cách hoàn hảo nhất. Họ chưa mất một điểm nào vào tay đối thủ. Không có một ai có thể sút lưới khung thành của họ. Họ giống như được nhiều khán giả ủng hộ như trong Học viện Seisu. Tuy là giải đấu đầu tiên của AT Tsukimonia nhưng các bạn lại dễ dàng vào trong. Các bạn có cảm tưởng gì không? Chúng tôi vẫn chỉ đang chơi như mọi khi thôi. Tụi tôi chưa làm gì đặc biệt cả. Nghe nói AT Tsukimonia là đội bóng được xây dựng dựa vào hệ thống cán cân Ares đúng không? Qua lối chơi của chúng tôi, các bạn sẽ thấy cán cân Ares tuyệt vời như thế nào. Nó giúp mỗi cá nhân phát huy lối chơi của mình ở mức cao nhất. Xã hội được đẩy mạnh phát triển, giúp cho lịch sử loài người bước ra sang trang mới. Đội chúng tôi ở đây phô diễn sức mạnh của mình để chứng minh điều đó. Tiếp theo là một đội bóng lần đầu tham gia giải đấu, Tonegawa Tusen. Đây chính là đội bóng có thủ môn ai cũng biết là ai tham gia. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới mặt trận trận đấu. Nữ thần chiến thắng sẽ mỉm cười với ai đây? Football Frontier chính thức khai mạc. Chúng tôi xin thề sẽ chơi công bằng, tuân theo tinh thần thể thao chân chính. Hoàng đế ánh trăng. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org.
Khốn kiếp, tao vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Lên thôi. Mình mà thua mấy tên đó không thể nào. Nosaka, Takemi đã bỏ trốn. Không ngờ cậu có gan làm thế đấy. Làm thế, có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra hành động của mình nghiêm trọng tới mức nào. Tôi chỉ muốn được tự do thôi. Điều đó có gì sai chứ? Cán cân Ares là hệ thống theo dõi sát sao quá trình phát triển của một con người. Cậu không phải là người quyết định mình muốn làm gì. Tôi muốn làm gì là điều do tôi quyết định. Làm sao tôi có thể chịu để nghe một hệ thống kiểm soát như vậy? Tôi cho cậu một cơ hội. Hả? Giờ vẫn còn kịp để tôi cho qua chuyện này đấy. Tôi không muốn báo cáo vụ này với cấp trên. Cậu có đồng ý thay đổi thái độ này và tiếp tục cố gắng vì đội bóng không? Không. Tôi muốn đọc truyện tranh, muốn xem TV. Tôi chịu hết thấu việc hệ thống Ares cấm đoán mọi thứ rồi. Vì những thứ còn con như vậy mà cậu chấp nhận đánh đổi tất cả. Chúng ta đang gánh trên vai tương lai của nhân loại. Nếu chúng ta đạt được kết quả thì thế giới này sẽ thay đổi. Thay đổi kiểu nào chứ? Dù một con người hoàn hảo được sinh ra đi nữa thì điều đó có thể thay đổi cái gì? Phát triển não bộ và trí tuệ đã thay đổi được nhiều thứ. Nhiều thiết bị công nghệ được phát minh sẽ làm thay đổi kinh tế. Y tế tiến bộ hơn và cứu được hàng ngàn bệnh nhân đang chịu đau đớn hiện nay. Những nhà chính trị giỏi giang sẽ xóa bỏ chiến tranh và lòng thù hận cũng biến mất. Đã hiểu chưa? Những gì chúng ta đang làm sẽ dẫn dắt thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Cán cân Ares sẽ thay đổi thế giới. Chúng ta sẽ tự tay thay đổi thế giới này. Mắc gì tôi phải quan tâm chuyện đó? Nosaka không cảm thấy gì sao? Cậu không muốn làm gì khác sao? Thử những người khác ngoài bóng đá chơi game, rồi hẹn hò. Hẹn hò? Thật ra tôi muốn đi gặp một người. Vậy nên tôi mới muốn bị nhốt ở đây. Muốn gặp một người? Là cô gái cậu thích à? Đúng thế, tôi thích cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy tới chết đi được. Cậu là Nosaka? Muốn gặp tới chết được sao? Hey, thế thì lạ quá. Chết rồi thì sao mà gặp được? Tôi nói không đúng à? Đi đi. Hả? Cậu làm vậy sao Nosaka? Cậu ta vô dụng rồi. Tôi quyết định vậy đấy. Cậu ta ở đây cũng thế thôi. Đây là Raymond à? Ừ. Muốn gặp cô gái tới chết à? Một người có thể cảm thấy như vậy sao? Ôi, Gojin, nghiêm túc đi. Ôi, xin lỗi. Xin lỗi thì chả hay ho gì đâu. Ấy, bóng đá của họ và bóng đá của mình về cơ bản là khác nhau. Bóng đá của mình chơi không phải là để vui hay rèn luyện thân thể, mà nó là thứ để hướng tới tương lai. Mình hiểu rõ điều đó, nhưng tại sao bản thân thấy bức bối thế này? Nosaka, sao cậu lại tới đây? Ôi, ngại quá. Bạn là Mikado Anna đúng không? Cậu tới để thăm dò Raymond à? Nhưng mình nhớ đối thủ tiếp theo của Aote Tuskimonia là học viện Seiso mà. Mình chỉ cảm thấy muốn xem họ chơi nhiều hơn thôi. Mấy trận của Raymond lúc nào cũng hay cả. Cơ thể cậu ổn rồi chứ? Mình chỉ chóng mặt thôi, không phải bị bệnh gì đâu. Đã khỏe hẳn rồi. Cảm ơn vụ hôm bữa nhé. Nosaka Tuskimonia, sao cậu lại ở đây? Tới để thăm dò bố mẹ à? Tiếc là bọn này không đủ từ bi để bày hết ngón nghề ra cho xem đâu. Nhất là với mấy kẻ chơi bóng theo hệ thống Ares mờ ám đó đấy nhé. Thôi đi Gojin, cậu không hiểu được bóng đá của chúng tôi đâu. Hả? Chúng tôi không chỉ đơn giản là chơi bóng, mà bóng đá là công cụ để giúp tôi đạt được mục đích cao cả hơn. Ý gì hả? Chiến thắng Football Frontier không phải là mục đích cuối cùng của tôi. Đó chỉ là một bước trên con đường chúng tôi đang đi. Liên quan tới cán cân Ares sao? Đúng vậy. Sao vậy đội trưởng? Nosaka. Gì vậy? Sao cậu lại ở đây? Vậy thì tôi cũng đi đây. Nosaka, chúng ta cùng cố gắng nhé. Cố gắng. Để tôi nói cho cậu nghe một điều. Thật lòng mà nói, tôi không thích thứ bóng đá của Raymond mấy cậu lẫn Hayazaki đang chơi. Không, đúng hơn là bản thân tôi cũng chưa từng thích bóng đá. Mấy cậu đừng làm vướng đường tôi đấy. Hả? Tạm biệt nhé, Inamori. Nosaka.
Hazaki, áo tế Tsukemonia, nhất định chúng ta không thua. Hàng quá nhỉ Hazaki. Hazaki dạo gần đây đã đi tập thường xuyên hơn rồi. Ừ, Hazaki vẫn còn nghĩ tới trả thù, nhưng bên trong Hazaki đã khác với trước kia. Cũng nhờ gặp cậu ta hết. Ý anh là Inamori Atsu sao? Sao thế? Cần gì phải vội vã như vậy? Vội vã? Tôi đây đang chăm chỉ tập luyện đấy. Có vẻ bây giờ cậu đã thấy rõ mục tiêu của mình hơn rồi nhỉ? Ừ, hoàn toàn thấy mình đánh bại bọn Tsukemonia. Tôi sẽ sớm bóp nát chúng bằng đôi tay này. Ngoài cái đó thì cậu còn mục tiêu nào khác đúng không? Mục tiêu khác? Là Inamori. Hả? Năng lực tên đó còn không cùng đẳng cấp với tôi nữa là. Ai thèm lấy hắn là mục tiêu chứ? Không nhất thiết lúc nào cũng phải lấy người giỏi hơn mình là mục tiêu đâu. Gì hả? Họ đang ổn định rồi. Gần như không còn thấy được vết sẹo từ năm ngoái nữa. Các cháu ấy bây giờ đã hẳn ổn rồi, không cần phải lo đâu. Mọi người tập hợp. Ngày mai chúng ta sẽ đá với Raymond. Tuy thành viên thay đổi nhưng xem các trận đấu của họ thì chắc chắn họ sẽ vẫn là Raymond của ngày nào. Đây chính là thử thách của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta đã xem đánh mất điều quan trọng nhất ở giải đấu trước. Nhưng lần này chúng ta sẽ đánh bại Raymond và khôi phục lại Zeus. Ngày mai đã đấu rồi, nhưng tập bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Ừ. Ôi kìa, hàng thái thế kia. Có vẻ trận đấu ngày mai sẽ kịch liệt lắm đây. Dù sự sôi động và háo hức từ lễ khai mạc vẫn còn vương lại, trận đấu đầu tiên đã sắp sửa bắt đầu. OT Tsukemonia đấu với Học viện Seisu. Bình luận viên cho trận đấu hôm nay là tôi, Kanemasa Kakuma, sẽ đem lại những giây phút sảng khoái cho mọi người. Tới giờ rồi à? Vì là vòng đấu chính nên có rất nhiều cánh truyền thông quan tâm. Giờ thì hãy phô diễn sức mạnh đầy lôi cuốn của mình đi, Nosaka. Không thì thắp sáng tương lai. Công ty điện lực Gecko hân hạnh tài trợ cho trung học OT Tsukemonia. Chỉ thị trận đấu sẽ được đưa ra bằng mã hóa phân tích của cán cân ARES. Nhớ phải xem kỹ đấy. Đã rõ. Còn nữa, tôi sẽ liên tục giám sát các em. Ai mà có dấu hiệu nghi ngờ cắn cân Ares hay bất tuân lệnh thì sẽ bị trừng phạt. Rõ chưa? Em tin là trong đội không có một ai như vậy cả. Được thế thì tốt. Vì đội đang được dẫn dắt bởi một đội trưởng thả kẻ bỏ trốn đi, nên ta lo lắng vậy thôi. Một tên huấn luyện viên bù nhìn mà dám. Huấn luyện viên tầm thường thì chỉ có thế thôi. Nhờ mấy kẻ như ông ta mà tớ mới biết được giá trị của cán cân Ares là sao. Cuối cùng cũng đã bắt đầu. Đội bóng hạng nhất Học viện Seisu đối đầu với OT Tsukemonia. Đội bóng đang lên. Trận đấu đang được trông chờ nhất sắp sửa diễn ra. Xin lỗi nhé, nhưng bọn này dốc toàn lực ngay vừa luôn đây. Cái gì? Nhanh quá. Trời. Tên đó. Chỉ thế thôi à? Nosaka, tớ thật sự may mắn khi gặp được cậu. Nếu không có cậu thì có lẽ tớ cũng không được đứng ở đây. Để chơi hiệu quả, chúng ta phải cướp đi ý chí chiến đấu của chúng. Chúng cố tình nhắm vào chúng ta ư? Bọn khốn, chơi bẩn thỉu như vậy. Chơi bẩn. Chúng tôi nhắm chuẩn xác vào chân để giảm sức chạy của mấy người. Chúng tôi chỉ chọn cách hiệu quả nhất để thắng mà thôi.
Đối với mấy người chỉ là một bước trên con đường dẫn tới mục tiêu của tôi thôi. Nosaka, mày... Nosaka, Hayasaki. Khốn kiếp, mình đã luôn chờ ngày này, chờ giây phút này. Mình đã quyết định đánh bại Ote Tuskimonia và cán cân Ares. Vậy mà giờ đứng trước chúng rồi, tay chân lại cử động không nổi. Cậu đánh bại chúng tôi. Cậu mơ ước quá cao rồi đấy. Gì hả? Tôi sẽ dùng chính bàn tay này thay đổi thế giới. Ta là ác quỷ sân cỏ, đã đánh bại biết bao nhiêu người. Còn lâu ta mới gục ngã ở đây. Nếu là cậu ta thì sẽ không bỏ cuộc ở đây. Nếu ta từ bỏ từ bây giờ thì khác nào còn thua cả hắn chứ. Dù đã thua ba bàn nhưng Seisu vẫn không lùi bước. Vẫn còn tiếp tục à? Tính tới này, tất cả đội đấu với Ote Tuskimonia đều gục ngã ngay khi hiệp 1 vừa bắt đầu. Không hổ là học viện Seisou, họ không dễ dàng bỏ cuộc. Làm thế nào hả, Nosaka? Chỉ được vậy thôi à? Raymond đối đầu với Chia. Lịch sử trận chung kết năm ngoái đang lặp lại. Năm ngoái Raymond đã giành quán quân bằng cách đánh bại Chia. Nhưng lần này, liệu có vậy hay không? Mệt mỏi sau khi tập luyện. Vậy thì bạn có muốn cái này hay cái này? God Moon, cho bạn đôi cánh tung bay. God Moon hân hạnh tài trợ trung học Zeus. Zeus, chúng ta đã vượt qua sai lầm quá khứ. Sau khi tập luyện cực khổ, chúng ta đã đạt được một sức mạnh mới. Nhất định chúng ta sẽ thắng. Trung học Zeus là đối thủ năm ngoái của Raymond trong trận chung kết. Chúng ta sẽ chơi được tới đây. Nhưng dù đối thủ là ai, chúng ta cũng phải đi tiếp. Bay á? Raymond đối đầu với Zeus. Một trận đấu định mệnh nhỉ? Phim được chiếu thuyết minh tại tvna.org. Quá bên cánh trái mau, Satome, Kuta Gota Magawa đứng ra ngoài. Ta đã nhìn thấu hết lối tấn công của mấy người rồi. Đúng là Kido làm tốt lắm. Chỉ huy tuyệt đối của sân cỏ Kido, rốt cuộc cũng đã ra tay rồi cả. Tốt thôi, anh là một đối thủ đáng gờm đấy. Tới đây, Nosaka, cho ta thấy năng lực của người với tư cách là hoàng đế chiến thuật đi. Để ta nói người nghe, ta không tới đây để chơi đâu. Ta không có một giây nào để lãng phí cả. Bác sĩ, em còn bao nhiêu thời gian nữa? 3 tháng, tuy không chắc, nhưng đó là giới hạn cuối cùng rồi. Vậy à? Điều đó là quá đủ rồi. Từng ấy đủ để em hoàn thành mục tiêu của mình.
Trận đấu quyết liệt giữa Học viện Seishu và UT Tuskimonia. Tại đó chúng tôi được nhìn thấy một cảnh tượng không tin nổi. Tập tiếp theo của Inazuma Eleven cán cân Ares, nỗi khổ tâm của Hoàng đế. Câu trích hôm nay của Inazuma Eleven. Không nhất thiết lúc nào cũng phải lấy người giỏi hơn mình làm mục tiêu đâu. Xin hết.